Wow, chỉ có dung tích là 174 phân khối thôi, mà 174 thì đâu có cần bằng A2. Mình rất là tự tin khi mà kéo những cái pha như thế này luôn mọi người, tại vì mình thấy nó đầm lắm, nó không có trao. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Đạo Đi Dạo. Và trước mặt mình ngày hôm nay là một mẫu xe, sẽ là nhân vật chính của tập vlog mới. Nhìn thì chúng ta đã biết đây là một chiếc xe không phải là mô tô phân khối lớn, mà là một mẫu xe tay ga. Nhiều người cứ lầm tưởng rằng đây là một mẫu xe Smart Scooter bởi vì cái vẻ ngoài to bự của nó. Nhưng không, đây là một mẫu xe mà phục vụ được cho việc đi adventure, off-road nhẹ, cũng giống như là đi hàng ngày, đi làm hàng ngày rất là gọn nhẹ tuyệt vời. Nên có thể gọi nó là cái thiết kế một chiếc xe theo cái phong cách là Adventure City nha mọi người. Và tên của xe nó chính là SRGT200, đến từ thương hiệu Aprilia. Aprilia là một thương hiệu xe mô tô chuyên sản xuất mô tô của Ý. Mọi người có thể biết đến là những cái mẫu xe như RSV4 hay là mấy chiếc 660 nha mọi người. Thì Aprilia cũng có một chiếc xe tay ga. Chiếc xe này thì là dung tích của nó là 174 phân khối. Cái đầu đèn bây giờ mình sẽ ghim chìa khóa vô cho mọi người coi cái đầu đèn nè. Một chiếc xe DNA của Ý. Vậy thì cái dãy đèn đề mi mọi người thấy đẹp không mọi người? Trời đất ơi, hai cái dãy đèn đề mi lót nè. Đề máy lên thì nó sẽ sáng lên hơn cái phần đèn chiếu sáng. Tuy nhiên cái phần đầu này của nó nè làm cho mình có cảm giác cái thiết kế DNA của mấy con mà RSV4 mà mọi người. Nhìn rất hiện đại thể thao ha. Gầm cao nè, ghi rong trần, vị trí đổ xăng đằng trước, vị trí để chân rất là rộng rãi thoải mái. Đây mọi người có thể thấy con xe nè, nhìn cái góc xéo lên nhìn nó rất là hiện đại và thu hút mọi sự chú ý khi mà ra đường ha mọi người. Và cái đặc điểm độc đáo của con xe này á là cái phần thiết kế, cái phần đuôi của con xe nó rất là cắt xẻ và khoảng sáng gầm nó lớn. Thường thường ở mấy cái xe khác á, là cái phần dè này nè là nó sẽ lùi ra và nó sẽ hạ xuống đây có cái biển số nữa. Nhưng mà xe này á, nó cắt ngay đây luôn rồi. Nên là cái phần dè trắng bùm là zin luôn nha mọi người. Dè trắng bùm zin luôn nè. Mà nó được thiết kế rồi vậy á, tạo cái sự sexy và khoe cái mông của nó nhìn hiện đại lắm. Đây để mình bật cái đồng hồ cho mọi người coi nha. Trời ơi, màn hình xe, màn hình LCD, nền đen chữ trắng nhìn trực quan và rất là sáng nha mọi người. Cho mọi người coi cái đèn hậu đuôi xe nè. Wow, đẹp ha. Cái dãy đèn LED định vị của nó nhìn nó rất là thể thao. Rồi mình sẽ đề máy lên. Chống nghiêng đề máy được không ta? Chống nghiêng thì không cho đề máy rồi. Để mình để chống đứng mình đề máy lên cho mọi người thấy được cái đèn của nó sáng cỡ nào nè. Đây, gạt chống lên. Đây, trời ơi. Đó, mọi người có thể thấy cái đèn nó rất là sáng không? Đó, cái đèn của nó rất là sáng. Nhìn nó giống như là một chiếc RSV4 mà phiên bản tay ga vậy đó mọi người. Đó, mọi người thấy đẹp không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi nha. Xe được trang bị một cái phuộc mà phuộc sâu ESS Z-Top này cũng ngon lắm nè. Ê. Rồi đi thôi. Ở đây có đường ra không ta? Hy vọng là có. Mình chạy khu này mình review thì mình cũng không có rành đường lắm. Wow, trong khu này nhà bờ bự đẹp đẹp không mà mọi người. Để nói về cái con xe này thì là mình có thể dùng hai chữ thôi là đúng người đúng thời điểm. Tại vì cái thời điểm này là một cái thời điểm mà mình đang tìm kiếm những mẫu xe mà tay ga để phục vụ cho mình, cho những cái nhu cầu đi lại trong phố, để thay thế cho chiếc SH cũ của mình. Thì cảm ơn Motoplex Sài Gòn và cảm ơn bạn Hà Motoplex rất là nhiều bởi vì cho mình có cái cơ hội để trải nghiệm cái con xe của hãng. Là một người khá là thích phong cách chạy bạo lực nên là mình sẽ rất là quan tâm vào vấn đề hiệu năng của xe.
Nói về cái nhu cầu của mình thì mình yêu cầu ra là một cái con xe mà nó phải đủ mạnh mẽ để chạy trong phố, để bứt tốc, đồng thời là phải có cái vị trí để chân thoải mái, để được đồ nhiều ở trong cốp, và vẫn đủ dùng để khi mà có những cái tour mà đi xa, đi Vũng Tàu, đi Hồ Tràm, đi này đi kia mà mình làm biến chạy con hai bơ quá thì mình vẫn có thể có một con xe đủ mạnh mẽ để chạy mà không mệt. Thì mình sẽ chạy thử cái con SRGT này, đánh giá em nói nha. Đối với mình thì mình vẫn luôn, từ trước tới nay mình vẫn luôn ấn tượng với những cái xe mà đến từ Ý. Lý do là tại vì mình đánh giá là về cái độ trau chuốt về ngôn ngữ thiết kế nè, và về độ hoàn thiện của xe đó, mình vẫn luôn cảm thấy những chiếc xe Ý họ hơn hẳn những cái thương hiệu xe đến từ Nhật Bản một bậc. Và SRGT nó đem lại một cái làn gió mới trong cái phân khúc xe. Tuy nhiên bởi vì là dàn làn gió mới mà mọi người, nên là nó cũng không được sử dụng quá phổ biến trên thị trường đâu. Những người mà chạy cái mẫu xe này thì thiệt sự là mấy anh em phải thích những mẫu xe mà nó hơi to một xíu vậy nè, chứ nó không có được gọn nhẹ như Airblade hay là Vario này kia. Và những anh em cũng thích đi tour, đi phượt. Bởi vậy nó được gọi là Adventure City mọi người. Một cái cụm từ để định nghĩa cái con xe nó khá là lạ ha. Nói về cái phần đầu này, mình chạy mọi người, đôi khi là mình không có dòm cái xe nhiều đâu. Mà cái phần này nè, cái view này nè, là cái view chính của cái con xe mà mình sẽ nhìn thấy nhiều nhất. Mình chạy xe bao lâu là mình cũng thấy cái mặt này bao lâu rồi, chứ khi mà mình dừng lại mình mới thấy được ngoại hình xe. Thì đối với mình cái phần này là nó làm rất là tốt. Kính chắn gió được đặt cao nè mọi người. Một con xe Adventure, nhờ vào cái phần kính chắn gió này khi mà chúng ta chạy một quãng đường xa nó sẽ đỡ bị mệt mọi người. Đối với mình á, hồi trước khi mà mình chạy con Hyper á thì mình thấy cái kính chắn gió nó không cần thiết. Nhưng mà có một lần mình đi cái tour Đà Lạt về á, ta nói cái kính chắn gió nó khi mà chạy xa mà chạy tốc độ cao á, nó đỡ tạt gió vô người mình á. Mình lúc đó mình mới thấy là kính chắn gió nó không chỉ có tác dụng làm đẹp mà nó còn có hiệu quả nữa mọi người. Xe này là xe zin mà trang bị kính chắn gió nè. Mặt đồng hồ to rõ, số km nè, vòng tour, nhiệt độ máy, rồi thời gian, rồi odo, rồi nhiệt độ động cơ, rồi báo xăng. Một mặt đồng hồ mà nó đủ hiển thị thông số tránh làm rối mắt mình. Được biết thêm là con xe này nó được trang bị rất nhiều công nghệ nha mọi người. Có cả công nghệ kết nối với điện thoại để nghe nhạc hay là bắt máy điện thoại hoặc là chỉnh bài hát này kia nữa. Nhưng mà cái đó là cái option kèm theo mà phải mua thêm nha mọi người. Rồi nói về cái phần dàn đầu thì ghi đông của nó là một cái ghi đông trần. Cái việc thiết kế một chiếc xe có cái ghi đông trần như thế này nè, nó vừa tăng được cái độ thể thao, liên tưởng tới những chiếc xe ADV160 của Honda hay là BCX chẳng hạn, là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với cái con mà SRT200 này. Tuy nhiên mỗi con xe có một cái điểm mạnh. ADV160 vẫn rất đẹp nha mọi người. Tuy nhiên thì mình vẫn thấy ở SRT có một vài điểm nhỉnh hơn. Ghi đông trần dễ dàng có thể gắn bắt điện thoại, giá đỡ điện thoại ở đây, rồi báo đáp xuất lớp hay là đồng hồ, mấy cái đồng hồ chi ghi với mọi người. Nói chung là rất là dễ gắn vô mà không phải đục khoét gì hết đó. Rồi cùm tay lái thể thao ghê ha. Lùi một xíu, vị trí để chân thoải mái là mọi người. Mọi người có tới tận 3 vị trí để chân. Vị trí để chân bình thường, vị trí để chân hơi thoải mái lùi ra một xíu nè. Và nếu mà chúng ta chạy ở những quãng đường xa đó, cần cái sự thoải mái nhất hơn nữa đó, chúng ta để chân lên đây luôn. Đó mọi người thấy không? Để lên đây luôn và ngồi cái đít hơi lùi lùi ra một xíu. Đó chạy. Trời ơi khỏe quá mọi người ơi. Về gia tốc của xe thì xe zin, nồi zin, xe của hãng, xe test drive của hãng nên nó sẽ không có được ngon như những chiếc xe mà những xe bình thường. Tại vì nhiều người chạy, mỗi người chạy cách này cách kia mà mọi người. Nhưng mà mình kéo cái ga của nó có sự phấn khích lắm. Nó cho mình một cái cảm giác như những chiếc xe mà 150 mà được làm nồi hoặc là bô xăng lửa đó. Thì là xe zin con này không cần làm gì hết thì nó đã cho cảm giác như vậy rồi. Kéo cái ở lên là mạnh mẽ lắm nè, đó. Đó mà nó rất là đầm nha mọi người. Nói về trọng lượng của SRGT xe khi mà được đổ
đầy bình luôn á, là dung tích bình xăng là 9 lít, đổ đầy bình luôn, nhớt nhau đầy đủ luôn á, thì nó sẽ có trọng lượng là 148 kg. Đối với cái trọng lượng này thì nó không nhẹ, nhưng mà nó sẽ làm cho một con xe mình nó có cái độ đầm và cái độ ổn định khi mà chạy những quãng đường xa. 148 kg, đối với mình vẫn nhích đích được bình thường à. Dung tích bình xăng 9 lít, xăng đổ đây nè, thì tiêu hao nhiên liệu đâu đó rơi vào khoảng 2.6 lít trên 100 cây. Ổn. SH160 tiêu hao nhiên liệu cỡ 2.4, thì con này có tới 174 phân khối lận. Nó hơn SH mà, nên là nó tiêu hao nhiên liệu cao hơn. Và đổ đầy bình thì chạy đâu đó loanh quanh được khoảng 350 km mới cần phải đổ xăng. Qua mới vừa qua hai cái G đó, đánh giá phụt ngon nha mọi người. SGGT thì được trang bị phụt trước và phụt sau là phụt của Showa. Thương hiệu phụt Showa là một thương hiệu cũng khá là nổi tiếng. Phụt trước và phụt sau được set hơi cứng một xíu. Con này phụt sau thì thay ISS này nha, mà phụt trước á, nó hơi cứng. Cái lý do tại vì đối với những chiếc xe thể thao á, thì không thể nào mà một chiếc xe mà được set phụt mềm được. Tại vì khi mà chúng ta chạy nhanh, chúng ta cần cái sự ổn định, thì phụt nó hơi cứng thì nó sẽ đảm bảo được điều đó. Chứ mềm quá chúng ta chạy tốc độ cao nó sẽ sàn lắc và nó sẽ không ổn định. Phụt sau thì mình có nghe một vài anh em trong group đánh giá là nó cũng không có ngon lắm, nên là các anh em sẽ hay có xu hướng là thay phụt, độ phụt. Thì phụt ISS nè, hay là phụt Olin chẳng hạn, thay vô cái là ngon liền, chứ gì chở hai chở thêm thùng nữa là vô tư. Dung tích của cái cốp này cũng khá là rộng nữa. Mình thích mấy chiếc xe tay ga tại vì một phần là nó cái cốp của nó để được đồ, áo khoác, áo mưa, ba lô, laptop này kia bỏ vô cốp. Muốn đi tour khỏi phải đeo ba lô cũng được, đi một người chẳng hạn, quăng một hai bộ đồ mỏng mỏng nhẹ nhẹ quăng vô cốp, quăng chiếc đôi dép vô cốp, chạy ào cái vô Vũng Tàu, trời ơi 1 phút 30 giây liền, thoải mái lắm, nhẹ nhàng lắm. Dung tích cốp 25 lít lận mà, nãy giờ để chân nha, nói cho mọi người nghe mà quên để xuống luôn, gác chân thoải mái cực kỳ. Và cái hay của con xe, mấy cái dòng xe này nè mọi người, là cái yên của nó được chia làm hai tầng, phần người ngồi đằng trước ra, phần người ngồi đằng sau là nó cao lên. Thì nhờ vào cái điểm cao hơn đó, là một cái điểm mình gọi là điểm G đi ha, thì cái phần lưng dưới của mình dựa nhẹ vào cái điểm nhô lên đó, nó đỡ cái phần lưng dưới nên nó không hề mỏi lưng. Trời ở đây sáng quá ta, ở đây sáng quá, ở đây sáng đẹp quá. Đây để mình kén cái nha. Nè mình dựng xe lại nè, mình cho mọi người con xe nè, sáng hơn, đẹp hơn nhiều nè. Trời ơi, mọi người thấy con xe nó đẹp không mọi người? Wow, SGGT 200, cái mâm được thiết kế là cái mâm hình chữ Y. Wow, phuộc Showa nè. Cái cặp lớp này thì là cặp lớp Michelin Anarchy Street 2. Cặp lớp này là được thiết kế cái dạng gai giống như gai mảng cầu vậy mọi người, nhưng mà phục vụ đi phố và phục vụ đi tour cũng rất là ngon. Upload nhẹ nhẹ cũng được luôn. Cái khoảng sáng gầm lớn hả mọi người, khoảng sáng gầm của nó lên tới 1,17,5 cm lận nha, là 175 mm. Khoảng sáng gầm lớn thì chúng ta leo lên lề là vô tư. Nè thiết kế đèn nè mọi người, mình mở đèn lên cho mọi người coi nha. Đó mọi người thấy cái đầu đèn nó rất là hiện đại không? Cái DNA của nó, cái DNA của mấy con mà Aprilia RS V4 á. Đây để mình mở cốp lên nha. Vị trí mở cốp mình ấn cái nút nè. Rồi ơi, cái cốp 25 lít. Để đồ cũng khá là sâu á. Để đồ cũng được nhiều nha. Đồng thời là bên đây nó có một cái này mình không biết mở rồi. Nhưng mà có cái lắc cổng USB để sạc điện thoại luôn. Đó cái đuôi nè. Đẹp ha. Lấy điện thoại ra chụp tấm hình là một cái tấm hình. Rồi chạy tiếp ha mọi người. Đây là một tấm hình xe. Rồi. Nè cái yên cái điểm G lên như mình nói nè mọi người. Và yên rất là to bản và rất là êm. May cũng đẹp nữa. Rồi quăng điện thoại vô đồ. Rồi chạy tiếp thôi nha.
trở thêm vòng nữa để cảm nhận con này nó chính xác hơn. Đó, mọi người thấy cái da thóc nó thốc lên không? Vượt qua rất là dễ dàng. Về hệ thống phanh đi. Nào, qua cái gờ cái nè. Trời ơi, nó êm gì đâu, êm luôn á. Về hệ thống phanh thì cái con này là phanh trước và phanh sau của nó là phanh đĩa. Xài phanh của Nissin thì cũng tương tự như mấy dòng xe Nhật thôi, thì cũng hay chơi với Nissin đó mọi người. Thì mình đánh giá là cái phanh zin của con này nó đủ dùng, vẫn câu nói cũ đủ dùng, đáng tin cậy. Bóp thắng thì ăn hai bình dầu của tháng trước tháng sau nè, bóp một cái là ăn liền luôn. Nó không có tạo một cái sự mà quá là đột ngột, quá là bị bất ngờ. Tuy nhiên cái lạ ở đây á, có thể là một yếu tố gây tranh cãi á, là nó chỉ có ABS trước thôi chứ không có ABS sau. Một số xe thì nó có ABS hai kênh á, thì nhiều người sẽ cảm thấy là an toàn hơn. Tuy nhiên như mình đã nói, nó là Adventure City mà, nên là nhiều tình huống chúng ta chạy đi vào đường mà giống như là đường lá, đường cát á, thì cái việc mà không có ABS sau á, nó sẽ tạo cái niềm vui để chúng ta có thể dễ dàng xoáy bánh này kia. Chứ nếu mà ABS hai kênh á, thì những tình huống mà chúng ta kẹt bánh bánh sau á, là nó khóa cái à, xe mình là bị mắc lầy luôn, đâu có ra được đâu. Thì đó là lý do tại sao mình nói chỉ có ABS trước thôi. Một con xe mà mình cũng đang trong tầm ngắm và tự nhiên hôm nay mình chạy nó, trời đất ơi, đúng người đúng thời điểm cực kỳ luôn mọi người. Nào, để giờ chạy mạnh bạo lên xíu nữa nha. Đè cua nè. Trời ơi, đè cua rất là mượt luôn. Xe tay ga mà, ghi đông cao, vị trí để ghi đông rất là cao, thoải mái. Mình để ghi đông mình cảm thấy không có bị mỏi vai hay gì hết trơn hết đó, thoải mái nhẹ nhàng, dễ dàng nè, đảo xe rất là dễ dàng luôn đó. Tuy nhiên con này mà đối với mình, nếu mà mình lấy về á, mình muốn tăng cảm giác xíu nữa, mình sẽ làm bộ nồi cho nó nhẹ nhạy hơn, nhẹ nhẹ hơn xíu nữa. Dễ thôi mà, xe tay ga làm nồi dễ lắm mọi người. Nè, giả tóc nó lên nè. Đó, rồi mình bóp thắng nè. Nè, đó, thắng vẫn rất là tin cậy, không hề chịu, không hề gì hết. Đó, mọi người thấy không? Bật mí một người nha, không cần bằng A2 để chạy chiếc xe này. Nhắc lại lần hai, không cần bằng A2. Bởi vì con xe đã được đặt tên là Aprilia SR GT 200. Tuy nhiên nó chỉ có dung tích là 174 phân khối thôi. Mà 174 thì đâu có cần bằng A2. Bằng A2 dành cho những xe từ 175cc trở lên mà. Đây cũng là một cái cách ăn gian của hãng, ăn gian trong việc đặt tên, hoặc là cũng ăn gian trong cái việc đăng ký khi mà sản xuất cái dung tích phân khối á. Tại vì đôi khi cái việc mà chúng ta sở hữu bằng A2 nó hơi hạn chế đối với nhiều người, thì cái này bằng A1 là chạy được rồi. Bởi vậy khi mà chúng ta đặt lên bàn cân á, thì cái con này là nó là đối thủ cạnh tranh với lại ADV 160. Và về sức mạnh động cơ, giờ chúng ta sẽ nói về sức mạnh động cơ nha. ADV 160 thì đâu đó loanh quanh 15,8 mã lực. SH160 thì đâu đó loanh quanh khoảng 16.5 mã lực. Thì cái con SGGT này nó đạt được 17.5 mã lực. Và mô men xoắn cực đại của nó là vào khoảng 16.5, 17.5 mã lực và 16.5 Newton-mét. Cái điều này nó nói lên một điều là cái xe này sức mạnh nó lên, nó trên khoảng 1 cho tới 2 mã lực so với những cái con như là ADV 160 hay là SH160. Trên như vậy thì nó không đáng kể đâu mọi người, tại vì mấy cái con xe kia nó thay coi gió hoặc là nó làm nồi là nó cũng bằng mã lực đối với con này à. Nhưng mà cái đó là mình làm lên rồi, chứ xe zin thì mình chỉ nên so sánh với xe zin thôi, đúng không? Về giá tiền, hãng đang phân phối cái con xe này á, mức giá nó ra biển Sài Gòn luôn thì đâu đó loanh quanh 110 triệu. 110 triệu thì là mức giá ngang ngang với thằng SH160 hay là ADV 160 thôi, không rẻ hơn và cũng không mắc hơn, nên là đối thủ cạnh tranh trực tiếp luôn. Và có nhiều điểm nổi bật như mình nói là màn hình đẹp nè, thương hiệu đến từ Ý nè, thiết kế rất là độc đáo và chạy đường trường rất là ổn định nha mọi người. Chiều dài cơ sở của nó dài á, khoảng sáng gầm cao và đầm nè, mọi người coi mình vượt nè, đó, vượt cái một à. Đối với mình thì nếu mà cho mình lựa chọn giữa ADV 160 và SGGT 200 này nè, thì mình vẫn chọn con này hơn. Vị trí để chân được để hai chỗ đã quá, trời ơi, chạy
Một con xe đủ dùng, đủ tạo vui vẻ trong những ngày mà làm biếng chạy mô tô quá thì chạy cái con này. Đó, ABS nó sáng sáng lên mọi người thấy không? Thoải mái quá. Rồi có một yếu tố nữa giờ mình chợt nhớ ra mình bật mí luôn cho mọi người nha. Có một sự thật là mọi người biết gì không? Thiệt ra là cái thương hiệu Aprilia đó là cái thương hiệu con thuộc tập đoàn Piaggio. Thế nên có một số người sẽ nói vui rằng cái con này tuy là Aprilia nhưng mà chẳng khác nào là của Piaggio cả. Thì cũng đúng luôn nha, tại vì cái động cơ con này sử dụng là động cơ iGet. Mà động cơ iGet là một cái động cơ rất là phổ biến, rất là hay được sử dụng trên những con Vespa. Nhiều người nói là khi là sát Aprilia mà hồn thì hồn Vespa, hồn Piaggio thì chấp nhận luôn. Về cơ bản ai dám chơi Piaggio, ai dám chơi Vespa không? Đâu có đâu đúng không? Là tự tin khi mà kéo những cái pha như thế này luôn mọi người. Tại vì mình thấy nó đầm lắm, nó không có trao. Cảm giác thắng nó tự tin, cái cua, cái phụ của nó tự tin, nó đầm, nó ngon. Hãng không hề bút mình chạy quảng cáo cái này luôn nha mọi người. Tại vì mình thì mình đã trải nghiệm qua ADV 160 rồi, cũng đã đó. SH 160 rồi cũng đã đó. Nhưng mà cái con xe này đối với mình là nó phù hợp với mình nhất, đối với nhu cầu của mình. Chạy Sài Gòn luồn lách leo lề quá trời đã luôn. À, thắng cái đó dịu lại. Nhiều khi video này mà test ra cái con này xong về nhà tối ngủ dắt tay lên trán suy nghĩ luôn á trời. Đèn zin con này cũng khá là sáng nha, có boxing luôn nha. À có boxing à, đó có boxing nè. Nhưng mà nếu mà anh em có nhu cầu đi tour thì các anh em sẽ đổ thêm chở sáng để cho nó tốt hơn chứ đúng không? Chứ đi tour mà đèn zin thì xe nào cũng yếu như xe nào thôi. Anh em nào mà có tìm kiếm một con xe tay ga mà nếu mà chán SH quá, nhiều người chạy quá, không thích BCX tại vì già quá, ADV thì mình vẫn, nếu mà vẫn không thích ADV thì có thể tham khảo Aprilia SGGT200 này nha. Xe đang được bán tại Motoplex. Các cửa hàng Motoplex là họ chuyên phân phối rất nhiều dòng xe Vespa, Moto Guzzi, Aprilia, nhiều dòng lắm mọi người. Đây là chạy một vòng cũng quay trở lại cái nơi xuất phát rồi nè. Cũng đã review đầy đủ hết xong xuôi con xe rồi nè. Qua luôn. Qua luôn. Đó qua luôn. Rồi. Và mình là Đạo Đi Dạo. Video này là review về Aprilia SGGT200, chiếc xe Aprilia đầu tiên trên kênh của mình. Hy vọng là trong tương lai mình sẽ có dịp chạy thêm, trải nghiệm thêm nhiều con xe Aprilia nữa. À quên, nồi của nó hơi kêu nha mọi người. Một điểm chung của những chiếc xe tay ga phân khối lớn là cái nồi nó hơi kêu. Thì con xe này nồi nó cũng kêu như vậy. Nồi zin mà. Trên X-Max cũng kêu thôi à. BMW C400 cũng kêu. Thì mấy cái việc này là mình chỉ cần xử lý là hết. Đó, nồi nó kêu đó, bô zin. Về mà gắn thêm cái lon bô Arao vô. Trời ơi, coi chạy. khoái chạy nước miếng. Rồi, trong tương lai mình rất là hy vọng có dịp để trải nghiệm thêm nhiều mẫu xe của Aprilia nữa để giới thiệu cho mọi người. Và cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem video của mình. Nếu thấy hay thì hãy để lại một like và chia sẻ cho bạn bè biết nha. Và các bạn có đánh giá và cảm nhận như thế nào về mẫu xe này? Tại sao mẫu xe này vẫn còn ít trên thị trường? Để lại một bình luận cho mình biết nha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh rất nhiều. Bye bye!